Chào cả nhà đã đến với Nông Cơ Trồng Sen ở Cà Đỏ nha cả nhà. Hôm nay kiếm được cặp máy rất là đẹp nha cả nhà. Phải gọi là máy xài Nhật xài siêu lướt luôn nha cả nhà. Đó, đây là Mitsubishi nha. Cặp máy phải gọi là làm điên đảo các bác nông dân. Phải nói là đỉnh luôn. Đây là Mitsubishi TL261 nè. Đó, le tự động. Đây là Mitsubishi TL33 nè cả nhà. Đó. Máy đều là zin nguyên bản hết. Đó, cái này dây giật em kéo ra cho nhà dễ thấy nha. Dây giật trắng bông. Rất là đẹp, phải gọi là xài lướt ha. Đó. Này cũng vậy, Mitsubishi TL33. Dây giật trắng bông, dây giật zin nha cả nhà, không phải là thay đầu mới vô nha. Cả nhà lưu ý ha. Thùng xăng là thùng xăng zin, đằng sau có đóng TL33 hết bao. Máy này thì bao nguyên zin từ đầu cho tới cuối luôn, từ đầu máy xuống tới cái cản cỏ luôn trong nhà luôn ha. Là đồ nguyên zin nguyên bản. Theo máy không phải thay đầu mới vô. Đó cả nhà lưu ý ha. Áo nó là áo zin nè cả nhà. Đó, bởi vì cả nhà thấy. Đó, nhìn cái nước mũ là ghiền liền, áo zin mà. Đó. Rất là đã bóng ha. Tôi nói cái này là cho bác nào mà có kinh nghiệm ha, có kinh nghiệm nhìn mấy con máy là ghiền liền ha. Máy zin tùm rời nha cả nhà. Con này là quá chuẩn chỉ. Đỉnh nè ha, tem bọng là còn yên nguyên hết. Đó, con này là TL261 le tự động nè. Đó. Các bác săn tìm rất là nhiều. Rồi là hàng hiếm có ha. Đó, thì TL26 nó sẽ đóng nha cả nhà. Đóng cho con nòng này chỗ 26 nè, thằng TL33 thì nó không đóng nha cả nhà, lưu ý nha. Đó, lốc thì nó vẫn đóng bánh da băng bình thường ha. Đó, bánh da băng. Này nó vẫn đóng bánh da băng. Đó. Băng, đó, chế là chế vòng pro ha, vòng pro hai kim. Đó, vòng pro hai kim le đỏ nè. Đó, đều phải gọi là đỉnh của chỉ luôn, quá chuẩn chỉ. Đó, Buri nè, NKG. NGK chứ, nó lộn nha cả nhà, xin lỗi cả nhà nha. Đó, NGK ha, Ujin. Zin theo máy chưa thay nha. Này nữa cả nhà mua thì bên Trọng Sang em đưa cho nhà một cái ghi mới ha. Để có gì mà khi nó chạy nóng là nó có chết á thì thay ghi mới vô ha. Này nguyên nguyên bản theo nó. Máy rất là đẹp cho nhà thấy. Đây, mã số máy là mình góc bên kia kìa. Thằng này cái mã số máy nằm tút cái đít như này nè cả nhà. Đó. Nó đóng cũng ác chiến lắm. Nhìn thùng xăng là ghiền ha. Rồi, bây giờ em sẽ phép cả nhà là giật máy nổ con TL261 cho cả nhà nghe tiếng máy nổ ha. Đây là máy cỏ Mitsubishi TL261 nha cả nhà. Đó, thì xăng em mới vừa đổ vô ha. Cả nhà có thể quan sát lại cái máy. Đó, Mitsubishi TL261 le đỏ. Tự động, máy còn rất là mới nhưng cả nhà thấy cộng giật chát luôn. Cái này là Nhật xài rất là lướt nha cả nhà. Đó, combo hai kim, bình xăng zin nha cả nhà. Combo ok như chất lượng ha. Nồng zin. Đó, chữ 26 nằm trong nè cả nhà. Đó. Bô còn trắng ha. Đây mã số máy nè. Đó, TL26 mã số máy nè cả nhà. Thùng xăng zin ha cả nhà. Rất là đã. Tum rời ha. Bốn con lắp này là tum rời nha cả nhà. Rút cái lắp ra ha. Đây, công tắc nằm trên này. Ga nằm trên này luôn. Đó, cần lắp đầy đủ. Đó. À, cái tem kiểm duyệt khí thải còn nè cả nhà. Đó, cái là xịn ha. Đó, bên này thùng xăng là các thứ. Rồi, không đi thiên nữa, bây giờ cho cả nhà nghe tiếng máy nổ ha. Trợ lực nha cả nhà, có trợ lực rồi le đỏ nữa, le tự động ha, kéo lên nó nhảy cái le này lên gì nè, rất là xịn ha, trợ lực rất là nhẹ nhàng. Đó, cả nhà mình thấy nghe tiếng máy ha, rất là ấm. Máy chạy rất là ấm ha cả nhà. Đó. Không chê chỗ nào, lên ga nha cả nhà. Đó, nhấn nhẹ cho nó tắt ha, rất là dễ xài. Đó, giật chạy thì kéo nhẹ là chạy thôi. Đó, trợ lực ha cả nhà, tắt giật lại cả nhà xem ha, hơi thì khỏi chê, hơi bịch luôn. Nghe tiếng ga ti là kìa, máy rất giật giảm máy ha cả nhà. Rồi tắt máy. Rồi cả nhà cần con này thì cứ liên hệ em ha, số điện thoại chuyên hình Mitsubishi TL261 le đỏ trợ lực tung rời. Rồi bây giờ em sẽ quay con máy tiếp theo nha coi. Em Mitsubishi TL33 ha cả nhà. Đó thì cả nhà thấy chế combo hai kim. Ha, đít vàng nha cả nhà. Đó, lốc thì đóng mắt nhập băng đàng hoàng, xịn sò ha. Dây giật nè cả nhà thấy nhìn còn bây giờ.
Đó, thùng xăng. Nói chung là cái máy này em sẽ bao ở nhà là nguyên zin nguyên bản từ đầu máy xuống tới cây cần nha cả nhà, cũng như con tay là 61. Rất là đẹp, tum rời tum lớn nha cả nhà. Công tắc sau này nè, nhìn thùng xăng hay đã, mới vừa đổ xăng nha cả nhà. Đó. Đó, Mitsubishi TL26. Nói chung là Mitsubishi là khỏi nói nhiều cái chuyện mà độ nhạy của cái máy nha, quan trọng là đúng đồ, đủ đúng đồ zin thì nó bền thôi. Đó, nó khỏi nói nhiều ha, đúng đồ zin nguyên bản nó thì nó bền, cần lắp đầy đủ ha. Đó, tay thắng này thì nó bóp nè, ga ga bóp ha, công tắc thì trên này xịn sò. Đó, những con máy này đặc biệt dòng Mitsubishi mà TL này càng lớn cái máy nó nghe nó càng ngắm ha nha, hơi tàn tình nghe hơi gió sạch sạch, sạch không à. Rồi bây giờ mời cả nhà nghe nè, hơi căng ha, bây giờ căng tin ha cả nhà. Đó, tiếng máy là nghe hơi gió ọt 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 nè cả nhà, ghê hồn á, nghe hơi gió ọt 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 rất là ghê, mà nổ ga ti nghe lực lắm cả nhà, phình phình ha. Bốn ống tùm nhạc kè lên ga nha cả nhà. Bóp ga lên là toàn nghe tiếng gió ha, xuống ga thì máy rất là chậm tĩnh, bởi vì người ta thích xài với con máy này là vậy á cả nhà. Bóp ga là toàn nghe tiếng chó. Đây, tắt một đây ha cả nhà. Đó, mấy con máy này nghe càng ghiền. Tắt ha cả nhà. Đó, thì đây cái mã số máy nằm dưới này nè cả nhà, nó đóng tuốt dưới này nè. Đây. Đó. Đó, TL33 đó. 069943 ha. Đây, combo đích vàng sẵn cho cả nhà luôn, cái đích nó vàng khè nè. Đó. Quá ok. Rồi, cả nhà còn con này thì cứ liên hệ em số điện thoại trên màn hình nha, Mitsubishi TL33. Đó, tum rồi, cần lắp nguyên bản. Đó, số điện thoại trên màn hình cả nhà, số đó của em có Zalo ha. Có thể điện gọi trực tiếp qua số đó cũng đặt trực tiếp em được luôn. Rồi. Bây giờ mời cả nhà xem lại hai con máy ngày hôm nay nha. Đây là hai em siêu phẩm ngày hôm nay nha cả nhà. Đó, thì cả nhà thể xem qua chi tiết nổ máy hết rồi nha cả nhà. Đó, mã số máy đâu em cũng đọc hết rồi. Đó, thì cả nhà cần thì cứ liên hệ em số điện thoại trên góc tay phải cả nhà ha, số điện thoại góc tay phải trong này trên màn hình ha. Đó, số đó thì của em có Zalo, nó có thể điện trực tiếp qua số đó cũng được. Đó, thì bên em xin nhắc lại với nhà là máy móc bao nguyên zin từ đầu máy cho tới cần máy ha, đầu máy cho tới cần máy luôn là nguyên zin, đầu máy máy móc đồ chưa trẻ chưa bung nha cả nhà. Đó, thì em chỉ nhà lưu ý giúp em. Đó, thùng xăng là thùng xăng zin ha, thùng này là thùng zin chứ không phải thùng mới nha cả nhà. Đó, thùng mới thì bên em chỉ luôn cho cả nhà, nó trắng bóc như cái kiểu mà mấy bà mà 80-90 tuổi bà sức kem trộn vậy đó, trắng bóc hà. Đó, đây nồng nồng nồ các thứ, máy rất là đẹp ha. Rồi, cũng như mọi khi cả nhà nào thích hai em này thì cứ cho em một lượt thích ha. Đó, bác nào có ý định mà con này chưa vừa bụng cứ đăng ký kênh cho em ha, để em có thể tặng những con máy đẹp hơn ha. Rồi, xin chào cả nhà và hẹn nhà lúc sau. Bye bye cả nhà, xin chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ.